tắm thôi. Ủa, tôi cây thang đang ghét này nổ rồi hả? Trước tới giờ mình ghét nhất là cái tháng 6 này, cậu có biết không? Ghét nhất trong năm luôn á. Còn ghét hơn cả những tháng mùa đông tuyết rơi lạnh giá là mình không ngủ được nữa. Cậu có muốn biết lý do tại sao không? Cậu nhìn đây nè. Nguyên cả một tháng trời mà không có một ngày lễ nào hết. Cậu nó còn có bận hay không chứ? Không những vậy, nó còn không có nghỉ hè hay nghỉ đông như những tháng khác. Vậy có nghĩa là trừ ngày chủ nhật hàng tuần ra, chả có một ngày nghỉ nào cho tụi mình vui chơi hết á. Không có tháng nào mà thảm như tháng 6 này. Thiệt là thảm quá đi à. Thiệt là đau khổ. Nếu như vậy thì tụi mình tự đặt thêm ngày nghỉ là được rồi. Cậu chỉ toàn nói chuyện không thể làm thôi à. Đương nhiên là làm được. Lịch đổi ngày. Lịch đổi ngày là lịch gì vậy? Nếu như cậu thay đổi bất cứ ngày nào trong bộ lịch này thì tất cả lịch trên đất nước này cũng sẽ thay đổi theo luôn. Hả? Nếu vậy thì làm sao để mình có thêm ngày nghỉ đi hả? Đầu tiên, di chuyển nó đến tháng 6. Đúng là nó thay đổi thành lịch tháng 6 luôn nè, đâu ra em ơi. Tiếp theo, cậu chỉ cần dán miếng dán này vào ngày nào mà cậu muốn được nghỉ. Như vậy là xong rồi. Dễ lắm có đúng không? Nếu như nó trở thành thiệt thì quả là tuyệt vời ha. Nhưng mà lỗi tụi mình làm như vậy mà ảnh hưởng tới cả nước Nhật thì tính sao bây giờ? Chẳng lẽ có người nào cảm thấy buồn nếu như được nghỉ lễ hay sao? Cái này tất nhiên là xong rồi. Vậy thì mình làm thôi. Vậy thì chúng ta chọn ngày mai là ngày nghỉ nha. Vậy thì cậu tính ngày mai sẽ là ngày lễ gì đây? Thì là nếu như người ta đã nghĩ ra ngày lễ tạ ơn để nghỉ ngơi rồi thì chúng ta cũng làm thêm một ngày lười biếng đi. Cậu thấy sao anh đâu ra em? Ngày lười biếng hả? Thú vị đó. Còn nữa nha, chúng ta phải quy định ngày này tất cả mọi người không được làm việc gì hết, nhất định là phải lười biếng. Ngày lười biếng rất thích hợp với cậu luôn. Để mình viết lại cho chắc ăn. Chúng ta cứ vậy mà tiến hành đi nha. Sao hôm nay mẹ không gọi con dạy gì hết vậy mẹ? Con đang nói gì vậy Nobita? Hôm nay là ngày lễ mà. Nobita lười biếng của chúng ta mà lại quên hôm nay là ngày lười biếng hay sao? Đúng là lạ thiệt mà. Đúng vậy ha. Ngày lười biếng. Cậu qua đây một chút với mình đi Nobita. Ê, cậu đúng thiệt là ngày nghỉ này là do cậu chọn, sao lại quên như vậy chứ? Đúng rồi ha. Vậy hôm nay sẽ trở thành ngày nghỉ thiệt hả Doraemon? Đúng là tuyệt vời mà. Tất nhiên là vậy rồi. Bảo bối của mình lúc nào cũng lợi hại. Nhưng mà nè, có phải cả nước Nhật Bản đều được nghỉ không? Dám nghi ngờ bảo bối của mình á. Thấy chưa? Thông tin thì cậu cứ nhìn đi. Đó, nhà nào bây giờ cũng phải treo cờ để ăn mừng ngày lễ lười biếng cho cậu chọn đó. Đây quả nhiên là một bảo bối lợi hại mà. Được rồi, vậy thì cả ngày hôm nay mình sẽ lười biếng cả ngày luôn. Nghe rất hay. Bây giờ tụi mình sẽ ra bãi đất trống để chơi nha, chịu không? Không thấy một bóng người nào ở đây luôn. Không lẽ hôm nay mọi người đều ở nhà chơi hết rồi sao? Xin lỗi đã làm phiền. Ủa, hai cậu tới nhà mình chơi đó hả? Suzuka hả? Cậu vẫn chưa thay quần áo nữa hả? Bây giờ đã sắp trưa rồi đó Suzuka. Không sao đâu, hôm nay mình chỉ muốn nằm ườn ra như vậy cả ngày thôi. Hoàn toàn thư giãn, nằm trên giường nghỉ ngơi. Cậu kém mình có vậy không dạ? Tất nhiên là có rồi, cậu đừng nằm đây nữa. Tụi mình ra bãi đất trống chơi bóng chày như ngày thường đi nha. Cậu đang nói cái gì vậy? Nếu như mà chúng ta đi tập bóng chày thì vi phạm tinh thần lười biếng của ngày lễ này rồi. Trời ơi, nói cũng có lý. Hay là vậy đi, qua nhà mình chơi rồi ăn bánh uống trà, chơi vài trò nhẹ nhàng có được không? Hả? Bây giờ qua nhà cậu ăn bánh. Ngô tối là mình cảm thấy đói bụng rồi. Vậy bây giờ mình đi làm đây. Vậy mới đúng đó trai anh. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại rồi, mình thích ở nhà hơn. Với trai anh mà cũng như vậy nữa thì người khác làm sao đây? Chắc cậu đi về nhà đi. Ngon quá đi thôi. Các cậu sao vậy hả? Tới ngay lúc người ta đang thư giãn thiệt là phiền phức quá mà. Mà nè Sunio, tụi mình ra ngoài chơi có được không? Cậu nói cái gì? Cậu nói ra ngoài chơi sao? Bộ cậu đang đùa với mình đó hả? Không lẽ cậu không biết hôm nay là ngày gì sao Nobita? Các cậu mau về đi, mình làm biếng quá. Nobita, vậy bây giờ mình làm gì đây? Hay là bây giờ tụi mình cũng lười như mọi người đi nha, Doraemon. Ý kiến rất hay. Lười biếng quá rồi.
cha, công nhận dân Nhật Bản mình đúng thiệt là làm điên cuồng mà chơi cũng điên cuồng. Anh thấy đúng không? Tôi hoàn toàn tán thành với ý anh, nên việc chính phủ đưa ra ngày lười biếng này là đúng. Như vậy thì mọi người đều có thể lười biếng rồi. Ừ, cả tôi cũng có thể lười biếng nữa nè. Ngày lười biếng này đúng là một ngày lễ tốt lành mà. Đối với những bà nội trợ cũng là một ngày tốt. Nhưng mà nè, không phải những người quay phim vẫn đang làm việc đó sao? Tiết mục này chúng tôi đã quay trước rồi, và trong lễ này toàn bộ chương trình đều được điều khiển và phát sóng bằng máy tính. Thì đã là vậy. Bụng mình đói meo rồi. Hay gì mình thấy có gì đó là lạ nè. Thì ra là sáng nay chúng ta vẫn chưa được ăn sáng. Mẹ nói trước là hôm nay sẽ không nấu nướng hay làm gì đâu nha. Các con nhịn đói một ngày cũng không chết được đâu mà lo. Không phải chứ. Pháp luật quy định là không được làm việc mà. Đúng vậy đó. Đói bụng mà. Hay là vẫn không có điện thoại nè. Chúng ta gọi thức ăn ra tận nơi. Mình muốn ăn mì ramen. Mình cũng vậy nữa. Nè, cậu hãy gọi cho nhà hàng Rai Rai đi. Hôm nay là ngày không biết không hả? Muốn ăn thì tự lăn vô bếp mà nấu đi, biết chưa? Còn cái gì để ăn không đây ta? Tủ lạnh không còn gì để ăn nữa. Không gì hết. Không, không có gì luôn. Trong tủ còn có gì để ăn? Biết trong tủ không có gì để ăn, càng làm cho mình đói bụng hơn nữa rồi ra em. Thôi được rồi, nếu như đã tới mức này thì mình sẽ tạm ngưng hoạt động của mình cho đến khi ngày lễ kết thúc. Cậu nói như vậy là sao? Mình là mèo máy mà, cho nên mình có thể tự làm cho bản thân ngưng hoạt động để tiết kiệm năng lượng. Xem này nha. Nè, Doraemon như vậy là không công bằng. Đành phải tự ra ngoài mua đồ ăn rồi. Mình đói bụng muốn lả người luôn rồi nè, trời ơi. Bây giờ tự nhiên mình cảm thấy hoa mắt luôn rồi. Tới cửa hàng bách quá rồi nè. Đóng cửa rồi sao? Cả khu phố đều nghỉ bán tiệc sao hết trời. Đồ ăn cướp. Có một con cá kìa. Con đi con cá nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ có thể nướng lên ăn rồi. Bây giờ mình cảm thấy đói bụng quá đi thôi. Đói tới mức phát điên lên luôn. Phải tới nhà Nobita. Mụ vô thôn quá vậy ta. Mình tới đây. Nhìn ngon quá đi. Tới lúc lấp đầy bụng rồi nè. Nè Nobita, mau đưa con cá ra cho mình đi. Có đưa hay không hả? Đông qua đi, đông qua đi. Đông qua, đông qua. Mau đứng lại. Đông qua, đông qua, đông qua. Cậu mau đưa con cá đây cho mình Nobita. Coi cháy. Chú cảnh sát ơi, con kia xe cứu quả tới đây. Chú cảnh sát ơi, ngay cả đầu cảnh sát cũng không cứu nó là sao đây? Bây giờ mình phải làm gì? Doraemon, Doraemon ơi, mình thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cậu làm ơn giúp mình đây mà. Đúng rồi đó. Hôm nay cá đu vàng rẻ lắm đó. Có ai mua bắp cải không? Hôm nay mình làm cái gì vậy không biết. Dám đóng cửa đồn cảnh sát. Phải đi tuần tra thôi. Thật sự không hiểu sao sáng nay tất cả mọi người dân đều nhầm lẫn rằng hôm nay là ngày lễ. Hôm nay không phải là ngày lễ đâu quý vị khán giả. Mẹ Nobita, mau lấy quần áo cho anh với. Nobita ơi,
Nhanh lên đi, sắp trễ học rồi đó con ạ. Chú hãy cho con một ngày tốt lành nha. Ngay cả mẹ cũng tưởng hôm nay là ngày lễ nữa. Mình bị gì vậy ta? Nếu không nhanh lên là ba sẽ bị quản lý chửi. Xe cái miếng gian đó ra là tất cả mọi người đều bận rộn hết mất. Có vẻ như hôm nay chúng ta gây rắc rối cho tất cả mọi người rồi. Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm. Có ai muốn nuôi mèo Nobita không? Chúng mày bị bỏ rơi. Tội nghiệp đúng không? Dạo này có nhiều người vô trách nhiệm ghê luôn á. Cứ bỏ rơi thú cưng. Nè, hay là tụi mình kiếm người nuôi nó đi. Nhà của mình thì không có được, vì mình đã có con mưu cư rồi. Nhà mình cũng không được, vì đã có bé Văn Quyên rồi. Nhà mình cũng không thể được đâu, bởi vì nhà mình đang phải nuôi một con mèo ba tư rồi. Còn mẹ mình thì ghét như là động vật nên cũng không nuôi được luôn. Tất cả là lỗi của cậu đó, Suneo. Tự nhiên mở cái thùng ra làm cái gì chứ? Đúng rồi đó. Nếu không nhìn thấy con mèo thì không cần phải phiền phức như vậy. Mình xin lỗi được chưa? Nếu phiền phức quá thì đóng lại là được. Xin mày đừng nhìn tao với ánh mắt tội nghiệp đó. Mong mày sẽ tìm được một người chủ tốt. Đợi đã. Mình sẽ đưa nó về nhà mình. Cậu nói thiệt sao nó biết ta? Cậu có biết nếu làm như vậy thì mẹ sẽ nổi giận như thế nào hay không? Tất nhiên là mình biết điều đó rất rõ rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu có thấy là mẹ của tụi mình cực đoan quá rồi hay không hả Doraemon? Theo mình nghĩ á, là mẹ chỉ không biết cái đáng yêu của chó mèo mà thôi à. Vậy cho nên tụi mình phải làm cho mẹ cảm nhận được thú vui khi nuôi mèo, thì chắc chắn mẹ sẽ thay đổi quan điểm liền. Chán cảm quá. Ngạc nhiên khi cậu đã trưởng thành biết suy nghĩ như người lớn vậy á. Nếu đã như vậy thì cậu cho mình mượn bảo bối có được không Doraemon? Mình làm gì có bảo bối như vậy chứ? Đừng có giấu mình nè. Cậu có bảo bối như vậy có đúng không? Để mình coi sao không có được chứ. Lấy ra đây nè. Nè, cho mình đây. Hai đứa con đang có chuyện gì giấu mẹ đúng không? Nobita, mẹ nghe hết rồi đó. Mẹ lên kìa. Nè, Nobita à. Mẹ tìm con có gì không? Có một cái gì đó rất đáng ngờ ở đây. À, đâu có, con đâu có giấu gì mẹ đâu. Đừng có nói dối mẹ nữa. Có phải là con đã lượm con mèo hoang về nhà có đúng không Nobita? Không có hả? Sao không có vậy ta? Con đã nói là không có gì rồi mà mẹ. Có thiệt là không có gì không? Sao mẹ lại nghe thấy có tiếng mèo kêu ở bên này vậy ta? À, mẹ ơi, Doraemon cũng là một con mèo máy mà đúng không mẹ? Tóm lại là nếu như các con giấu mẹ điều gì thì mẹ sẽ không tha thứ đâu đó. Thôi hai đứa ở nhà đi, bây giờ mẹ sẽ đi chợ mua bánh rán cho tụi con. Sao cậu lại nhét con mèo vô miệng mình? Có biết như vậy dơ lắm không? Mình xin lỗi mà, tại vì gấp quá cho nên mới vậy. Nhưng mà bây giờ phải làm sao để cho mẹ thích mèo đây hả Doraemon? À, hay như vậy đi. Tụi mình sẽ làm cho mẹ thấy con mèo này vừa ngoan vừa giỏi vừa dễ thương. Có chịu không? Cách này nghe có vẻ được đó Doraemon. Nhưng mà bây giờ tụi mình phải làm sao để mẹ thích nó đây? Mình dùng bảo bối này được nè. Máy biến đổi thành động vật. Đây là cái gì vậy? Bây giờ cậu chỉ cần ngồi vào đây, rồi sau đó nghĩ về loài động vật mà cậu muốn biến hình, thì cậu sẽ trở thành loài động vật đó. Mình đã hiểu rồi. Nói cách khác là mình sẽ biến thành con mèo này và biểu diễn trò trước mặt mẹ để mẹ thấy thương nó, có đúng vậy không? Chính xác là như vậy. Bắt đầu thôi. Cậu vào trong đi. Mình vào đây. Giờ thì nhìn con mèo thật kỹ. Biến thành mèo. Biến thành mèo. Gì đó không ổn ở đây nè, nhưng không sao. Giờ mình sẽ giấu con mèo thật này vào trong kho, nhớ tuyệt đối không để cho mẹ nhìn thấy nó. Mẹ vào rồi, nhanh lên. Mèo con ngoan ở yên đây chờ tụi anh nha.
Nobita ơi, có người giao thư tới kìa, cậu ra lấy giùm mẹ đi. Được rồi, bây giờ phải thể hiện tốt khả năng thông minh của cậu. Được rồi. Cảm ơn mày nhiều nha, mèo con. Trời ơi, tại sao mày vào đây được hả? Mau đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài ngay. Không được vào đây nữa, biết không hả? Mày chạy đâu cho thoát chứ. Đúng là mình đoán không sai mà. Biết ngay là cái thằng nhóc Nobita này giấu con mèo ở trong nhà. Để coi mày có thể chạy đi đâu được ha. Làm sợ hết hồn luôn. Trong nhà kho có vẻ rất là khả nghi. Mẹ nhảy bén thiệt cơ. Đúng là đoán không sai mà. Quá ra là thằng nhóc đã giấu con mèo ở đây. Nobita, con xuống đây mau lên. Mau ra khỏi đây đi mèo. Mày không được phép vào đây nữa nghe chưa. Nếu như muốn mẹ thích mèo thì chắc là khó lắm đây. Nhìn mẹ dữ vậy mà. Mình nghĩ mau tìm người nhận nuôi con mèo đó thôi, chứ để lâu trong nhà là phiền lắm. Mày mau ra khỏi đây đi. Tao nói là ra khỏi đây mà. Cái mông của tôi, tao nhìn hết nổi rồi đó. Phải đuổi mày ra khỏi đây mới được. Nó đã đi vào phòng khách rồi sao? Tao đang tới đây. Mai là lấy ra kịp, không là cháy nhà mất rồi. Cậu có muốn nhận nuôi con mèo dễ thương này không? Nhìn kỹ thì nó cũng không có dễ thương lắm ha. Không phải đâu cô ơi, cô cứ yên tâm đi. Con này chỉ là mẫu thôi, còn một con dễ thương hơn nhiều. Thiệt như vậy sao? Thôi đem đi đi. Xin lỗi con, nhưng mà cô không có thích nuôi mèo đâu. Chúng ta phải về nhà nhanh lên mới được, chứ không biết mẹ sẽ làm gì với con mèo tội nghiệp đó nữa đâu Raymond. Mày phải ra khỏi nhà tao ngay. Nghĩ tới thấy sợ rồi. Mọi người ơi, có ai muốn nhận nuôi mèo hay là không? Là một con mèo rất dễ thương đó. Suýt chút nữa là cháy nhà mất rồi. Mai mà nhờ có con mèo này phát hiện ra. Mày uống sữa xong thì phải đi liền đó nha. Mày có thấy ngon không hả? Có nịnh tao thì tao cũng không thay đổi quyết định đâu. Có ai ở nhà không vậy? Tới đây. Ôi cha, con mèo dễ thương quá. Xin chào chị, phu nhân trưởng phòng mời chị vào trong. Tôi đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé vào thăm chị luôn. Mọi người vẫn khỏe chứ? Dạ vẫn khỏe, cảm ơn trưởng phòng rất nhiều vì đã nâng đỡ cho ông xã của tôi. Chị đừng khách sáo mà. Dạ mời phu nhân trưởng phòng vào nhà chơi. Con mèo này ngoan quá ha, nó tên gì vậy? Kuro. Ôi trời ơi, có vẻ chú mèo Kuro này thích chị lắm thì phải. Dạ. Thiệt hay quá, cả hai vợ chồng tôi đều thích nuôi mèo lắm chị à. Chị đây cũng thích có đúng không chị? Dạ cũng đúng vậy. Tôi cũng thích nuôi mèo lắm. Coi bộ hết hy vọng rồi. Mình đoán là bây giờ mẹ đã đuổi con mèo ra khỏi nhà mất rồi. Kuro, thì ra là con ở đây. Tìm được con rồi thì tốt quá. Ủa, nhưng mà sao nhìn không giống ta? Con này chỉ là mẫu thôi ông ơi. Ủa mà con mèo này của ông hả? Cháu trai của ông thương con mèo Kuro này lắm cháu à. Chỉ tại nó làm bể mất mấy chậu bông sai của ông nên làm ông tức giận, cho nên ông đã đuổi nó đi. Sau đó cháu của ông khóc lóc dữ quá nên bây giờ ông phải tìm nó về cho thằng bé nè. Xin lỗi đã làm phiền chị nha. Kuro à, tạm biệt mày. Đúng là càng nhìn nó càng thấy thích mà. Lần sau có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp về mèo nha. Hả? Dạ được. Tạm biệt chị. Phu nhân trưởng phòng nói rất đúng, con mèo này thật là dễ thương quá mà. Xin lỗi vì đã đuổi con đi, xin lỗi nha. Từ bây giờ thì con có thể ở lại đây với mọi người. Còn một chuyện này nữa, bây giờ mẹ đi mua đồ ăn cho con nha. Ở nhà đợi mẹ một lát có được không? Mẹ sẽ về nhanh thôi. Hai anh đã về rồi nè. Hai anh có tin tốt cho em nè.
Nè mèo con, tụi em đã tìm thấy chủ nhân của em rồi đó. Bây giờ mình đưa nó về nhà thôi. Đi nào. Tạm biệt, đi cẩn thận nha. Còn bây giờ mình phải biến thành người lại thôi. Kuro à, mẹ về rồi đây. Bé mèo con mới đây đi đâu rồi ta? Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ nên vui mừng đi nha, vì tụi con đã tìm được chủ nhân của con mèo đó rồi. Lúc nãy Doraemon đã dẫn con mèo đó về với chủ nhân rồi mẹ. Giờ mẹ vui rồi có đúng không? Mẹ thấy buồn tới nỗi ngã bệnh luôn rồi kìa Doraemon. Cứ rồi. Phải làm sao bây giờ? Mình không ngờ là mẹ lại buồn tới như vậy. Hay là như vậy đi, bây giờ cậu giải làm Kuro lần nữa có được không? Hả? Không, không phải chứ. Cái thằng nhóc Nobita này đi đâu giờ này vẫn chưa về nữa. Anh Nobita hư quá ha. Lát nữa ảnh về thì mẹ